Kính chào quý khách, đây là tư liệu của động cơ điện PAMA GL 3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu của công ty Minh Motor. Động cơ này có ưu điểm là hộp cực có thể nằm bên trái, ở giữa, bên phải, thuận tiện cho việc lắp đặt. Với động cơ 45kW, 60 ngựa, 60 HP, tốc độ 720 vòng phút, có mã hàng là 280M. Tâm nô đế ngang trục ký hiệu là A bằng 457mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này tới vị trí tâm nỗ này. Tâm nô đế dọc trục ký hiệu là B bằng 419mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này tới vị trí tâm nỗ này. Đường kính trục D bằng 75mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 550mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Đường kính thân motor ký hiệu là AC bằng 547mm. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn, ví dụ rãnh cavep bằng 20 hay tổng chiều dài thân bằng 1045mm. Đây chính là tổng chiều dài thân. Xin cảm ơn quý khách.